hồn quá, cho nó cây lũi vô cây à. Dạ. Chào nhà nha. Chào cả nhà. Ok, chào em luôn. Chào cả nhà luôn. Chào anh em luôn. Sẽ hôm nay là chính nói chứ. Mình lên thi nha cả nhà. Hôm nay mình sẽ lấy năm sĩ nhẹ nhẹ. Nghe không? Nghe không? Mình nghe câu này là hai kia nói rồi đó. Không rồi đây mình sẽ làm chừng 19 con là đủ ăn linh giáo rồi cả nhà. Bắn đúng 19 con. 19 con đó. Một đấu từ xe quá đơn giản. Còn mày, ai bắn chết mà. Mày 20. Mày cũng 20. 25, thằng này 25, 19 rồi. Trời ơi. Trời ơi. Giờ nói chung là hai trẻ nó rời ra đi cả nhà ơi. Còn hai cứ già. Cứ già chiến đấu cả nhà ơi. Rồi mình bỏ tay mình bắn dạng như mình bắn giả bộ thôi chứ thật sự mình bắn cỡ hai mấy con anh em nản bỏ cuộc hết giáo luôn á. Mình bắn giả bộ 18 con thôi cho anh em có động lực tới bắn đó. Phải không? Dốc dốc cho chào. Bữa nay mình lấy 19 con rồi về đủ lấy 5 sĩ cái nè. 5 sĩ. Về tay của anh tài xế. 5 sĩ được rồi làm gì nè. Đúng không? Đúng. Đủ không? Đủ bo được rồi. Nghe bia để tụi nó lo. Đủ. Nghe nè. Rồi, mình đi rồi cả nhà. Mình đi rồi. Quá đẹp. Rớt. Quá đẹp. Quá đẹp. Con thật. Rớt. Quá đẹp. Quá đẹp. Quá đẹp. Sao nó xuống nó ăn dưới ta? Con cò đầu tiên của tài xế ôm bi cả nhà. Người ta bắn là nó tụt lông rồi. Ok cả nhà, anh tài xế hạ được một con cò đép đầu tiên đây. Lấy dũng khí đang bắn những con tiếp theo cả nhà. Trong gọng đang chống lỏng cả nhà ơi. Đây cái con đầu tiên. Hay quá tài xế. Bay gì nổi rồi vậy? Bay gì nổi? Bay kìa. Bay gì nổi? Trời ơi, trời nó bay. Nè bu, mạnh dậy. Trời ơi, tỉnh quê luôn. Gớt gớt ai con đó gớt ai. Gớt gớt. Nè bu lên, nè bu lên. Nè bu nữa. Rồi gớt gớt. Ok quá đẹp. Con cò này nó ôm bi khá là xa luôn cả nhà. Con này bắn này hơi phức nhưng mà nó ôm bi bay khá là xa luôn gớt cả nhà. Túm cái đầu nó nè. Ok rồi. Con cò bò đầu tiên của tài xế nha. Mình bị khăn tiếng luôn cả nhà ơi. Trời ơi. Rất. Quá đẹp. Dữ người luôn. Tiếp tục lại lép nha cả nhà. Ok luôn cả nhà. Anh tài xế hôm nay rất là măng máy luôn nha. Bắn được con cò lép nữa. Hai con cò lép, một con cò bò cả nhà. Tuyệt vời luôn. Rất. Quá đẹp. Có một con cò bò nữa cả nhà. À, anh tài xế lượm được cò bợ nữa nha. Anh tài xế hạ được một con cò bợ nữa cả nhà ơi. Anh tài xế được 4 con rồi. Ok luôn. Tài xế được 4 chỉ tiêu rồi cả nhà. Đây. Nghe nó chạy nữa đó. Rớt. Được vào luôn. Cục tay chỏ luôn cả nhà. Nổ cái bóp luôn cả nhà. Thì mới hạ được con cò bợ thì bây giờ anh tài xế hạ tiếp tục hạ được một con cò bợ nữa cả nhà. Tuyệt vời luôn. Tài xế nói gì cái đi chứ hả? Thấy làm được cà quá. Vậy ta. Giải thưởng này cả nhà đón xem ở cuối clip coi giải thưởng 500k này có thuộc về anh tài xế hay là anh linh nháo cả nhà. Ui, chụp được. Sao mà sống nổi với linh nháo được. Tuyệt vời đó cả nhà ơi, linh nháo
Hà còn lép đang bay nha, còn lép mà đang bay mà hạ được hay lắm á. Nó lép xẹp đó. Hên thôi. Hên gì? Hên đỉnh á. Lắm. Tiếp tục là lép. Nhưng mà con này lên ngáo hạ nha, nhưng mà vẫn tính cho tài xế luôn. Là tài xế được 6 con nữa nha. Quá đẹp. Gấp. Quá đẹp cả nhà. Gấp con còn lại, tiếp tục gấp con cò bọ nữa cả nhà. Con này vừa bắn gãy cánh này. Anh ta sẽ lượm ra được con cò bọ nữa nha. Ê, chụp, còn mạnh đó. Gãy chút cánh. Chợm. Quá tiếng nổ luôn cả nhà. Hoa này chớn rất là chậm nha. Trái. Rất quá đẹp. Con xanh. Ở đây cả nhà, bắn ngay cổ luôn. Rất quá đẹp nha. Anh sẽ tiếp tục hạ được một con cò xanh nữa cả nhà ơi. Thì con này cũng khá là rớt khá là lẹ cả nhà. Ngay nhiệt luôn, ngay nhiệt nó sẽ rớt xuống. Họ chắc nó tỉnh lại. Đúng rồi. Nó tỉnh như âm phủ. Tỉnh như âm phủ. Quá trời con luôn cả nhà. Cò gần nhất Việt Nam nha. Quá trời con. Đây nè. Quá trời con luôn cả nhà. Đây nè. Trời ơi, cò thấy mê không? Nè, đây nó nhìn mình luôn nè. Đó. Bữa nay anh em mình không có cho ăn ké cả nha. Đó, đây còn con trên đầu. Con trên đầu nè. Là không được ăn ké, chỉ một mình người bắn chính sẽ bắn thôi. Chúng vậy. Rồi chúng giữa cây luôn. Trời ơi. Con nữa nè cả nhà. Quá trời luôn nha. Còn nóng lạnh luôn. Bữa nay chỗ này là điểm mới nha cả nhà. Bay luôn cả nhà. Coi anh em mình đi vô sâu chắc còn nữa cả nhà. Cả nhà ơi, thì anh em mình cũng phát hiện được một con cò cuối cùng nữa cả nhà. Thì anh em mình sẽ bắn con cò cuối cùng này, anh em mình sẽ về nha. À, cả nhà đón xem anh tài xế xử lý con cò cuối cùng này như thế nào đây. Rồi nó bay luôn cả nhà ơi. Rồi giờ anh em mình sẽ về quay thành quả cho cả nhà xem nha. Thì cả nhà đón chờ hôm nay anh tài xế bắn được bao nhiêu con nữa cả nhà. Sẽ đếm bao nhiêu con cả nhà. Ok luôn. Đây nha. Nay mình bắn hơi bị nhiều cái nè, 70-80 con gì á. Nè một đống luôn cái nè, thấy không? Trời ơi mấy này nó chơi giấu còn có mấy con à. Mình bắn ô bì quá, hôm nay mình bắn không được cái nè. Không biết bị gì, bắn hụt khăm. Ô bì cũng bộn mà. Tâm lý không có tâm lý mày, tại bữa nay bị sao á. Rồi giải thưởng sẽ thuộc về Linh Ngáo. Không, điện đâu? Không, mình, chắc chắn là mình sẽ lụm được cái giải thưởng này cả nhà. Tiền đâu? Thì anh em mình sẽ nhận sau nha cả nhà. Anh em mình sẽ tiền này là anh em mình sẽ bán cái số cò này cho có một người, một ông anh á, dặn anh em mình là bán cái số cò anh em mình đi săn được á là 5 xị cả nhà. Ba hai ký rưỡi hả? Hai ký rưỡi đúng hai ký rưỡi, 5 xị cả nhà. Là mình sẽ nhận cái giải thưởng luôn. Mình bán cò xong mình sẽ lụm được giải thưởng đó. Anh em mình bán cho người quen gần nhà thôi, chứ anh em mình không có bán lượm la cả nhà. Anh em mình để ăn, yếu yếu để ăn là chính. Rồi anh em mình súng ra giống lông rồi cũng khuya, cũng 3 giờ sáng cả nhà. Anh em mình đi hơi trễ, nay cũng về hơi trễ. Nãy 9 giờ anh em mình mới đi. 9 giờ đi cũng gần bằng về quê Sóc Trăng luôn cả nhà. Về tới Top Survive của Caravan Khánh thì kìa. Rồi anh em mình cũng xin kết thúc clip tại đây luôn nha cả nhà. Cả nhà nhớ đón xem 4 tập của anh em tụi mình. Có gì anh em nhớ bình luận bên dưới nha cả nhà. Không, tập này là cả nhà coi hết 4 tập kia rồi. Đúng rồi. Coi tới tập này là coi 3 tập kia rồi. Nếu mà ai mà người mới thì sẽ lục lại cái tập này ở người mới vô chưa xem kênh của anh em tụi mình đó, sẽ lục lại tập 1, tập 2, tập 3, tập 4 mà thi vẫn còn. Còn nếu mà mới còn không biết nữa thì đúng bấm sang bắt ô tô thì nó sẽ lên một hàng bắn cò không cả nhà. Coi được.
Rồi cả nhà coi lại mấy clip tập 1, tập 2, tập hồi xưa của Lý của Lai anh em mình đăng á. Bắn bằng ná thun 10k rồi bắn cái đó. Coi lại chắc cười ỉa luôn. Rồi, bye bye cả nhà luôn. Tạm biệt cả nhà. Hello, ô lộn. Xin chào. Ủa, tạm biệt. Clip sau. Rồi. Nhỏ anh Long. Nhỏ anh Long. Quá đẹp. Rớt. Quá đẹp. Quá đẹp. Con thật.